Hi, xin chào các anh. Em là Quỳnh. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu lại cũng như là chia sẻ lại cho các anh cách tập thể dục với dương vật như thế nào cho đúng cách để có thể là đạt được hiệu quả cao, để có thể giúp là dương vật phát triển nhanh hơn, khủng hơn. Đây trên tay em là lọ gel tăng kích thước dương vật. Đây lọ này. Đây là gel Titan, xuất xứ là từ Nga nha. Các anh khi mà sử dụng cái gel này muốn đạt được hiệu quả cao thì các anh phải tập trung massage với dương vật, tập thể dục với dương vật. Em ví dụ như là khi mà các anh muốn body đẹp, khỏe mạnh thì các anh phải đi tập gym, tập thể hình thì nó sẽ to khỏe ra, tập bài tập càng nhiều càng nặng thì nó sẽ phát triển cái body của mình ngày càng đẹp hơn. Thì bây giờ nếu mà các anh muốn dương vật của các anh nó to khủng nè, nó dẻo dai hơn nè, nó tăng được cái cuộc yêu kéo dài hơn và tăng được số lần yêu trong ngày thì buộc lòng các anh phải tập thể dục với dương vật và kết hợp với gel này. Buổi sáng khi mà các anh ngủ dậy, các anh chỉ cần lấy một lượng nhỏ thôi, tầm từ 2 đến 3 hạt bắp, bôi đều lên khắp đầu và thân dương vật. Em ví dụ như là cái đây nha, em sẽ bôi đều lên đầu và thân dương vật, massage nhẹ nhàng đều hết. Và sau đó thì để khô tầm chừng 5 phút rồi bắt đầu tập thể dục. Gọi là tập thể dục thôi nhưng mà thật ra cái bài tập nó đơn giản lắm, nhẹ nhàng lắm, không có mệt mỏi hay là đau nhức gì đâu. Các anh bắt đầu là tập là nâng lên, xuống, trái, phải, lên, xuống, trái, phải. Tập như vậy trong vòng từ 10 đến 15 phút. Có nhiều thời gian hơn thì tập dài hơn. Còn nếu mà vội quá thì 10 đến 15 phút là cũng ok rồi. Trong quá trình tập thì nếu mà dương vật của các anh mà nó bị cứng lên thì các anh phải để yên cho nó trở về trạng thái mềm mại, trạng thái giống như ban đầu, rồi sau đó mới tập tiếp nha. Chứ không nên để nó tập khi mà trạng thái nó đang căng cứng nha. Tại vì như vậy thì nó không có đạt được hiệu quả. Cố gắng tập càng nhiều thì máu sẽ lưu thông càng nhiều, dương vật sẽ càng dẻo dai hơn, sẽ giúp các anh là điều trị được cái chứng là yếu sinh lý nè, rối loạn cương dương, đồng thời sẽ giúp là cái cuộc yêu nó được kéo dài hơn. Trước đây ví dụ 5 phút, 10 phút thì có thể là tăng lên 20, 30 phút trong mỗi cuộc yêu nè. Rồi các anh có thể là quan hệ được nhiều lần trong ngày nè. Và đặc biệt luôn là nó tăng được cái khoái cảm khi yêu nữa. Rất là nhiều người sử dụng cái gel này chỉ để là bôi trước khi quan hệ, để nó tăng được cái cảm giác hơn, cái khoái cảm hơn và kéo dài cuộc yêu. Còn ai mà cảm thấy là mình đang yếu quá hay nhỏ quá, muốn thay đổi thì là tập mỗi ngày, bôi mỗi ngày. Còn ai mà chỉ muốn bôi trước khi mà quan hệ thì là trước khi quan hệ 15 phút bắt đầu bôi cái này lên và tập giống như hồi nãy em có hướng dẫn rồi, lên xuống trái phải, tập như vậy 10 đến 15 phút, sau đó quan hệ không cần phải rửa lại bằng nước nha. Yên tâm, không có sợ là cái gel này nó ảnh hưởng đến người phụ nữ đâu, cứ để yên như vậy, để càng lâu thì càng tốt nha. Để tầm 4-5 tiếng thì nó mới hấp thu được tối đa cái gel này vào thì nó sẽ đạt được cái hiệu quả là tăng kích thước dương vật, dương vật ngày một to hơn, khủng hơn và dẻo dai hơn rất là nhiều luôn. Bên cạnh đó thì có những anh là lớn tuổi rồi nè, hoặc là những anh nào mà ăn uống qua loa, chế độ ăn uống không hợp lý nè, uống rượu bia nhiều, hút thuốc lá nhiều thì chắc chắn 100% luôn là sức khỏe của các anh sẽ bị yếu kém, không có giống như là những người trẻ, hay là không giống như cái thời còn trẻ. Thì các anh buộc phải cải thiện cái chế độ dinh dưỡng sao cho nó hợp lý, ăn uống như thế nào cho nó hợp lý. Thì đây, em có một cái lọ viên uống bổ sung dinh dưỡng cho dương vật được chiết xuất từ đông trùng và củ nhân sâm, rất là tốt cho đàn ông luôn. Ai mà cảm thấy là mình lớn tuổi, yếu ớt quá, chế độ dinh dưỡng qua loa quá thì dùng cái viên uống này, mỗi ngày uống từ 1 đến 3 viên. Ai mà cảm thấy mình yếu quá thì uống 3 viên, chia làm 3 lần, uống trước bữa ăn. Còn nếu mà ai cảm thấy mình bình thường thì có thể là uống 1 viên thôi cũng ok. Chịu khó kiên trì dùng cả gel cả viên uống này, em cam đoan luôn sau 1 tháng các anh sẽ thấy được cái điều kỳ diệu xuất hiện. Vì đây không phải là thuốc thần tiên nên không thể nào mà hiệu quả nhanh sau 1-2 ngày hay 1-2 tuần, mà ít nhất cũng phải 30 ngày mới thấy rõ được cái sự thay đổi của nó nha. Bảo đảm luôn, có sử dụng chắc chắn là sẽ thấy hiệu quả. Không có một cái bài thuốc nào hay là một phương pháp nào mà giúp các anh đẹp nhanh liền cấp tốc cả. Chỉ có từ từ an toàn là bằng cái cặp đôi này. Rất là nhiều khách của em sử dụng đã hài lòng và feedback khen ngợi nhiều lắm. Ai mà chưa cảm thấy tin tưởng thì có thể là theo dõi thêm những cái feedback phản hồi của khách em. Hoặc là còn cái gì đó cần được tư vấn thì cứ để lại số điện thoại cho em. Em sẽ liên hệ lại và tư vấn hoặc là đặt câu hỏi trực tiếp ở đây. Thì em sẽ chia sẻ luôn, giới thiệu luôn để mà cho các anh hiểu rõ hơn về sản phẩm nha. Một tuyếp này là 750.000 đồng, sẽ dùng được khoảng từ 15 đến 30 ngày tùy vào dương vật của các anh.
Cái lọ viên uống này đúng ra là 1,5 triệu, nhưng mà bây giờ em sẽ hỗ trợ cho các anh với cái giá thấp nhất có thể để các anh có thể mua về dùng thử để biết được là nó thần kỳ như thế nào. Thì em sẽ bán với giá là 1,000,000 đồng cho một lọ viên uống đông trùng và nhân sâm này. Các anh cứ uống thử đi, uống tốt thì có thể là giới thiệu thêm cho bạn bè người thân ủng hộ giúp em nha. Cam đoan không làm cho các anh thất vọng đâu ạ. Chỉ có 1,000,000 đồng một lọ 36 viên nha. Dạ em cảm ơn anh Quyền Minh ạ. Anh để lại số điện thoại, bên em sẽ liên hệ lại để tư vấn cho anh nhiều hơn và ship hàng cho anh nha. Cảm ơn anh nhiều nhiều. Ai mà đang gặp những cái vấn đề như là rối loạn cương dương, trên bảo dưới không nghe, yếu sinh lý, hay là dương vật nhỏ quá muốn cải thiện mà các anh cảm thấy là xấu hổ khi mà chia sẻ điều này với mọi người, thì các anh cứ inbox cho bên em. Bên em sẽ có chuyên viên là nam giới liên hệ lại với anh để tư vấn để các anh đỡ ngại. Còn nếu mà các anh tin tưởng em, không có e ngại, muốn được em tư vấn trực tiếp thì cứ để lại bình luận ở đây, em sẽ tư vấn cho các anh. Tại vì hiện tại em đang là đại lý độc quyền, nhà phân phối độc quyền về cái sản phẩm này, nên là em đã được training một khóa, đào tạo một khóa, nên em hiểu rất là rõ. Em sẽ tư vấn cho các anh trong những cái khả năng mà em biết. Cái gì em không biết thì em sẽ liên hệ với bác sĩ, sau đó sẽ trả lời nhá. Nên là các anh cứ yên tâm sử dụng sản phẩm, bảo đảm 100%, không bao giờ làm các anh thất vọng ạ. Cái gel titan này là xuất xứ từ Nga. Đây các anh xem cái nhãn hiệu, và lưu ý là trên thị trường là đã có hàng nhái, hàng giả từ rất là lâu rồi. Cái gì mà tốt là ở Việt Nam chúng ta sẽ có hàng giả ngay thôi. Nên các anh hãy là người tiêu dùng thông minh, biết chọn mặt gửi vàng, biết lựa chọn những shop uy tín để mua, tránh tình trạng tiền mất tật mang nha. Sản phẩm tốt không bao giờ có giá quá rẻ cả. Một tuyết này giá đúng là hàng thật thì 750,000 đồng, hàng giả 500-600 đều có chỗ 700,000 nữa. Nên các anh phải biết lựa chọn những shop nào thật sự uy tín để mua. Bên em có bảo hành cho các anh luôn, phát hiện nhái giả gửi trả sản phẩm cho em hoàn tiền. Đây các anh đã cảm ơn các anh đã theo dõi cái livestream này. Chào tạm biệt.